Rồi hello anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em ha. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu ngày. Thì hôm nay em sẽ quay cái clip này để mình xem lô lại anh em ha. Thì anh em mình có nhu cầu mua bán lại gì thì liên hệ em. Thì cái bên này hình như thì cũng tầm mấy chục món anh em ha. 50-60 vậy đó. Thì hình như 50. 50 cây, 50 trăm mấy cây, có cây kìm cạp anh em. Cạp này có chữ nha. Về mình vũa lử lại là ok. Cạp này xe dài 2 tắc à, xe dài 19 2 tắc gì. Có chữ nha. Thì kéo tỉa, kéo cành. Thì có một số nó bị mắc lò xo anh em. Đây, tỉa nè. Đây, kéo cành nha. Một cây. Và để em đổ ra cho. Sang lô luôn ha. Đó. Hai. Để điểm luôn. 5. 7. Ồ cái này dài ha. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 cây nghe nè em ha. Đó, 48 cây. Thì giá thì anh em mua thì liên hệ em sẽ báo giá nha. Giá cũng yêu thương cho anh em mình về gắn lò xo vô thì bán thôi. Thì đa số kéo này không có bị gãy lử. Kéo này đẹp anh em. Vệ sinh đẹp. Tuy nó mắc lò xo nhưng mà kéo lưỡi ok ha. Giá thì rất là mềm nha. Anh em mua liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha anh em.